Rồi. Nãy giờ là nhóm lửa. Rồi. Mình đã ướp thịt xong. Ướp thịt xong nha các bạn. Quét cái này cho nó sạch. Thêm một tí khói lửa. Wow. Quá dữ. Mình đã ướp nửa chai siro ho bảo thanh vào đây rồi. Bây giờ mình nướng xong rồi. Mình nướng cho nó khô lại rồi mình quét thêm siro ho. Vì siro ho bảo thanh nó có mật ong các bạn.
giống như là sườn nướng mật ong thôi. Thank you.
Gần chín rồi nhé. Đây là lần đầu tiên mình làm sườn dê nướng siro ho Bảo Thanh. Nói chung nó là có không anh? Nước mới lớn anh ơi. Này cá câu cái gì? Câu cá mày dinh đồ. À. Câu vừa nướng rồi anh có lý không? Đi vòng vòng chơi thôi. Chỗ con cá nhiều quá.
Anh ở gần đây luôn hả? Chưa. Bảy chủ nhật đi câu. Dạ. Trời đi con mình thêm sườn rồi, thêm nướng. Có thêm bia rồi heo không? Có không? Đi heo.